Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác minh danh tính tài xế xe tải không nhường đường, thậm chí còn đánh võng liên tục trước đầu xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch, khiến tài xế xe cấp cứu phạt khóc. Theo đó, thì Tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Tuyên Quang xác định người điều khiển xe ô tô biển số 22C08248 không nhường đường cho xe cấp cứu và có hành vi tạt đầu xe là ông Vũ Thế Phương, sinh năm 1978, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang. Tại cơ quan công an thì ông Phương thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và cam kết không tái phạm nữa. Qua kiểm tra thì ông Phương không xuất trình được giấy phép lái xe. Tổ công tác tạm giữ xe và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phương về các hành vi điều khiển xe ô tô không nhường đường xe được quyền ưu tiên, đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ và không có giấy phép lái xe. Trước đó thì công an tỉnh Tuyên Quang cho biết khoảng 17 giờ 45 phút ngày 17 tháng 10, đơn vị này nhận được tin báo của người dân về việc xe ô tô tải biển số 22C 08248 cố ý không nhường đường tạt đầu xe cấp cứu của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang trên tuyến quốc lộ 2C hướng Tuyên Quang đi Vĩnh Phúc thuộc địa phận xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương. Được biết, xe cứu thương chở một nữ bệnh nhân bị trâu húc dẫn tới vỡ gan, tràn dịch màng phổi, phải thở máy và chuyển đến bệnh viện Việt Đức thành phố Hà Nội. Do tính mạng của nữ bệnh nhân nguy kịch, tài xế xe cứu thương đã hú còi liên tục, nháy đèn xin vượt, thế nhưng ông Vũ Thế Phương không những không cho vượt mà còn nhiều lần tạt đầu xe cấp cứu. Vụ việc diễn ra suốt chặng đường dài khoảng 3 km.